Sài Gòn Travel. Mến chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn. Hiện tại thì bây giờ là khoảng 11 giờ trưa. Hôm nay thì Kiên đang có mặt ở số là 18-1 Nguyễn Cảnh Trân, phường Cầu Kho, quận 1 nhé. Hôm nay đi ăn trưa thì muốn quay chia sẻ với cả nhà một cái quán cơm chiên gà xới mỡ. Đây có bò né này, cơm nghêu này, cơm hải sản này, cơm gà xới mỡ này, cơm tôm này, cơm bò bít tết, cơm bò lúc lắc, cơm cua, cơm xá xíu. Đây thì cái quán nó nằm ở ngay là cái quán này có tên là quán ăn Út Hương. Quán ăn Út Hương nha quý vị. Đấy. Đây. Ở đây thì có một cái tủ để đồ đây này, bên này là cái bếp nấu này. Đấy. Chúng ta sẽ cùng vào bên trong xem là cái thực đơn ở đây như thế nào, những món gì ngon, cũng như là xem cái cách chế biến những cái món ăn ở đây ra sao nha quý vị ơi. Thì quán này thì bên này nó có một cái gọi là cái chi nhánh, có nghĩa là cái địa điểm bên này chế biến đồ ăn ở bên này, nhưng mà chúng ta ngồi ăn lại ngồi ở bên phía bên kia. Đấy, người ta thuê một cái quán, cái chỗ ngồi ăn kìa, thuê một cái địa điểm bên đó là chuyên là gọi là phục vụ là bên trong đó này. Đấy, ngay chỗ là Út Hương màu đỏ đỏ đấy quý vị. Đấy, đó để xe bên đó luôn. Thì chúng ta sẽ sang bên đây xem bên này. Đấy. Đây, ở đây có nồi canh súp. Súp cua này quý vị, súp. Đây, Kiên cho cả nhà xem thực đơn ở đây nhé. Thực đơn ở đây gồm có bông cải, tôm mực, bún gạo Singapore, mì Ý lúc lắc, sườn chua ngọt, miến xào cua, cơm thập cẩm, cơm chiên sò điệp, mì xào bò, nui xào bò, hủ tiếu xào bò, bột chiên. Giá thì từ 27 mà tới 66 ngàn nhé, 75 ngàn là cao nhất, là có bông cải, tôm mực nhé. Ở đây có mì xào giòn nữa, hủ tiếu xào sốt, cơm xá xíu, bò né, bánh mì, cơm xào tôm, cơm xào thập cẩm. Nói chung là thực đơn ở đây khá là đa dạng, rất là nhiều món, mọi người có thể lựa chọn nhé. Đây, đây là cái gà đấy quý vị ơi. Gà đây. Đây còn có bánh hẹ nữa này. Bánh hẹ này quý vị. Đây có sườn này. Đây là có nui này. Nui xèo này, cái nọ đó hơi chậm thôi, đâu có gì đâu. Đây có anh đầu bếp anh đang làm này. Đang làm cái này là hủ tiếu xào. Đây, ta xem anh đang làm hủ tiếu xào quý vị. Ở đây bán nhiều món quá anh ạ. Nhiều món lắm. Đây là chưa hết đâu, còn nữa. Trong menu còn nhiều. À. Đây chắc cũng phải 200 món ha. Cái tầm đó. Dạ. Đây mình bán được lâu chưa anh nhỉ? Quán mình nhé. Quán này hả? Dạ. 20 năm hả? Quán này thì bán từ mấy giờ đến mấy giờ anh? 8 giờ sáng tới 12 giờ đêm. À, 8 giờ sáng tới 12 giờ đêm. Cái giờ đông nhất là giờ nào anh? Giờ đông nhất là tối hay là sáng? À, buổi nguyên ngày luôn á. Nguyên ngày nó tới 2 giờ đông rồi. 2 giờ đông? Không, 11 giờ cho tới 1 giờ chiều. À, dạ. Tối là từ 4 giờ cho tới tối. Dạ. Đây bên này là cái chỗ chiên cơm bên này này. Chúng ta chiên vào đây nhé, chiên vào đây quay anh cách làm cơm này. Đây là món cơm Dương Châu đúng không anh? Cơm này. Dạ. Đây là có đậu khoe. Đậu ve đúng không? Cái này là thịt này. Thịt trâu đó. À. Này cơm có hai cái thau cơm.
kia là anh đang chiên gà, đùi gà chiên. Ở đây có cơm cua nữa, cơm cua, cơm chiên cua. Ai nhiêu? Gà. Đây là cua này, cua rồi thịt ra xíu này. Đây con gà này. Trứng. Ở đây có rau thì có dưa leo này, cà chua này. Này đùi gà. Này là mực, cơm chiên mực với lại chả cá. Em trai né chạy. Đây, buổi trưa thì khách rất là đông nên là đây là những cái phần mà chuẩn bị cho khách mua mang về quý vị. Đây là có ba anh đứng bếp luôn, ba đầu bếp. Giờ này á, đa số á là mấy cái bill của Putty nè, gas dạ, nè. Dạ. Đó, đi nè, là dạ, đặt hàng. Dạ. Đây là em này là vô hàng để giao cho. Rồi, giao cho Foodie với lại Grab. Grab đang đứng chờ nè. À, Grab đứng chờ bên này. Rồi, như vậy nơi đó Foodie luôn đó. Dạ. Giờ khoảng 11 giờ 15 á thì bên kia là đầy nhà đầy cửa. Dạ. Rồi. Tới khoảng 5 giờ chiều là bắt đầu là tới kia luôn. Dạ. Đấy, quán ở đây khách rất là đông. Người nhìn cái chồng hộp là biết rồi. Một đầu bếp này, hai đầu bếp, ba đầu bếp, bên này còn hai đầu bếp này, năm đầu bếp luôn. Đây có hai anh đang nấu bên này này. Đấy. Đây này là xào thịt bò này. Này là chiên cơm này, hai cái chảo chiên cơm luôn. Ô còn có anh bên trong này nữa là sáu này. Ô trong này là còn mấy đầu bếp nữa. Đây, chị này là cũng đầu bếp đó, 6-7 đầu bếp luôn. Rất là nhiều đầu bếp. Đây anh em nhìn cơm hấp dẫn quá. Dạ. À cái này là mì xào giòn. Mì xào giòn đúng không anh? Ở đây nhiều món ghê luôn á. Mấy con nhà mua nổi tiếng luôn. Quay nó có con nhỏ làm đẹp đẹp làm mai cho nó luôn. Dạ, dạ. Đây trong này hai anh đầu bếp nữa. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 anh đầu bếp. 8, 9 anh đầu bếp luôn. Nấu vẫn không kịp ạ quý vị. Quán ở đây là 20 năm rồi nhé. 20 năm. Này là bò xào. Cái này là cơm cơm cua, cơm cua, cơm cua. Cơm cua. Đây đây có luôn em ơi. Đây là một cái thùng bò luôn này. Đây đây đây. Mấy lăng đây. Dĩa đồ ăn này. Đây này là nuôi xào. Đây mấy cái món này là ăn tại chỗ. Dạ. Là đem qua bên nhà bên kia. Dạ. Rồi. Món này là mì xào giòn, nuôi xào. Vậy là có người bên đó còn nữa. Ai không có cho nó đi nè tôi ơi. Ok. Đây, cậu đây. Đấy, nuôi xào có thịt bò đấy. Rau thơm mà dên. Nhắc lại con bò với lại canh canh son vậy. Ghê luôn.
nghe qua. Rồi giờ bắt đầu là khách đến rồi này, khách đến rồi Grab, rồi Go Việt, Foodie Now đến lấy hàng. Đây bắt đầu đến giờ ăn cơm rồi quý vị. Chiên cơm chuyên nghiệp ha, chiên rất là nhanh, mẻ cơm anh chiên vèo cái xong. Ô chị trong này thì cái món này là món gì chị? Chiên châu. À, cơm chiên dương châu đúng không? Đây là có thịt thịt luộc à. Không, cái món này chỉ làm ra rồi. À. Dạ, cái này là phụ đúng không? Mấy này con đoạn đầu thôi, chưa có con đoạn đầu. Mấy này con đoạn đầu. Này canh, canh không đoạn đầu. Cái này quay lên là đang em trang nào? Dạ, Sài Gòn Travel. Mang tương ớt không kìa. Dạ. Mấy giờ là món? 2 giờ đúng không? Em ở đây đến 12 giờ. Tôm 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 tôm. Ủa còn tôm to quá hả? Tôm bự quá mà nhìn nó tươi. Một đĩa được mấy con tôm anh nhỉ? Dạ 5 con. Ồ nhiều ha. Tí em phải gọi tôm tôm. Đĩa 5 con tôm quý vị. Thank you.
anh lấy anh đếm còn bao nhiêu con ạ? 5 con đủ 5 con thôi. Nghe có luôn. Đây cơm tôm này, cơm tôm rồi có cơm hay nghêu nữa nè. Bò xào hành tây. Anh làm đây lâu chưa anh? Làm đây lâu. Mới năm hả? Họ nghe anh nói là hình như anh là người ở Campuchia phải không anh? Em là người Ấn Độ. À Ấn Độ hả? À. Tại Việt Nam. Làm 10 năm đây rồi. Nhưng mà anh ở sang Việt Nam lâu rồi đúng không? Anh nói tiếng Việt Nam dành lắm mà. À. Ở đây chẳng 10 năm, 6 năm, 4 năm, 7 năm. À. Ồ anh là người Ấn Độ rồi quý vị. Ồ. Tại cô không biết nè. Dạ. Nè. Dạ. Anh ở đâu anh? Em ở Bình Thuận. À Bình Thuận đúng không? Có anh ở người Ấn Độ đúng không? Em người Việt. À có ở đây có những người ở đâu anh nhỉ? Có người ở nước nào? Bình Thuận hết rồi nè. À Bình Thuận hết rồi. Dạ. Anh thấy nói tiếng nước ngoài. Cái đó mới đi học bây giờ á nè. À. Để sau này nói chuyện mấy người hàng người ta ăn đồ á. À vậy hả? Ừ. Hay giỏi quá. Mấy anh đầu bếp nói tiếng nước ngoài. Lắc ơi. Về luôn. Bây giờ nó bắt cái này đó. Đây bò. Cái nguyên cái thùng bò luôn. Bò này đào bò tay đào thì sáng đứt chiều đào không luôn. Đào vậy cơ tay lên không anh? Cơ lên đúng không? Mấy bữa khỏi đi tập tạ đúng không? Cứ đào hoài tới giờ nghỉ. À thôi khỏi đi tập tạ. Đào hoài lúc người ta gọi là ăn hết xong rồi hết giờ ăn là nghỉ đúng không? Ừ. Đông quá không kịp thì cho người tới phụ. Dạ. Đây tổng cộng là bao nhiêu đầu bếp anh? Đây là công nhiêu rồi nè? 30. À, 30 hả? Dưới rồi. 30 đầu bếp luôn. Rồi xong rồi, phần này ra nó hết rồi cô. Cơm gì anh? Cơm nghêu anh. À, cơm nghêu. Ngon cực kỳ luôn. Cái anh thập cẩm là nó có hết anh? Không, mình ăn nghêu là nghêu, còn tôm mực là tôm mực. À nó riêng hết tôm mực tôm, dạ riêng hết từng phần hết. Cơm nghêu ngon cực kỳ luôn rồi anh. Thôi tí nữa em ăn cơm nghêu đi, nhìn thấy món nào cũng ngon hết á. Thử đi anh. Thử. Ờ đây con nghêu này, cho anh cho thử luôn nè. Nó dai, ngọt. Bù đúng không anh? Bùi. Tuyệt vời. Ngon quá. Đứng ở đây no tí nữa khỏi ăn luôn. Anh cho thử. Đây này lắc chảo hơi bị gọi là sành điệu luôn. Đấy cả nhà thấy là cái quán này rất là đông khách và khá là nổi tiếng. Cũng như là cũng là 20 năm ở Sài Gòn rồi nhé. Đầu bếp thì khá là nhiều. Mỗi đầu bếp là nấu mỗi. Đây có xúc đó, xúc cua. Cô bán có 3 cú bầu rồi em đầu cho nó nè. Trời đúng rồi chị. Nó nghe răng thập mặt à hơn. Đây. Bỏ ngồi đó đi anh, ngồi đó đi. Rồi giờ mình sẽ sang phía bên kia mình ngồi mình ăn nha quý vị ơi.
rồi mình thưởng thức cơm ở đây nhé. Đấy, hôm nay đi quay cho cả nhà xem gặp cái quán cơm rất là đông và cũng lâu đời ở Sài Gòn. Rồi, mời cả nhà ăn trưa nhé, chúc cả nhà có một buổi trưa vui vẻ. Sắp đến giờ ăn trưa rồi, các anh Grab Food, Now Go Việt đi giao hàng, giao đồ khá là nhiều. Anh này là anh tức phun nước mì, lấy cái cao anh kêu tức phun nước mì, lấy cái cao cao quá em. Nuôi xà bò. Quay.
Đây quý vị ơi, cái đĩa cơm chiên nghêu của Kiên đã ra rồi nè. Đây là cơm chiên nghêu nhé. Đây là có nghêu ở đây, bên này là hai cái lát cà chua. Ở đây còn có một cái chén canh rong biển với lại thịt bằm. Ở đây là đĩa rau ăn thêm. Cái này là nước tương. Đấy. Bên này có ớt. Rồi, Kiên mời cả nhà cùng dùng bữa trưa nhé. Chiên nghêu thì nó tất nhiên là nó phải có rất là nhiều nghêu này. Đấy, thử nhá. Nghêu này ăn nó ngọt thịt tươi như vậy. Đây có mấy rau quả thơm. Cho một ly rau má chị ơi. Rồi, canh trong biển này, đây là rong biển này quý vị, đây là thịt bằm này, rồi mời cả nhà ăn trưa nhé. Chiên nó vừa, nó không có khô quá. Nhiều rất là ngon quý vị ơi. Đều có đậu que này, trứng này, chua chua này ăn ngon nữa vậy, này trong này ăn ngon này, sau này ăn nó chua chua ngọt ngọt, có giống thì sao? Thank you.
để địa chỉ bên dưới phần miêu tả để cho mọi người ghé thưởng thức. Rồi, xin chào mọi người ở nhà trong những video tiếp theo nhé. Bye bye.